Chào mừng các bạn đã đến với channel Solobi Guitar. Video này thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết điệu bolero. Trước khi chúng ta tập theo các công thức thì các bạn hãy nắm giúp mình những cái tên gọi cũng như là những cái kỹ thuật riêng lẻ các bạn nhé. Đầu tiên nói về phần bass. Ở cái điệu bolero này chúng ta sẽ có hai cái bass khác nhau, một cái bass chính, một cái bass phụ. Về bass chính thì mỗi hợp âm chúng ta đều có bass chính, điệu nào cũng vậy. Về bass phụ thì chúng ta thống nhất với nhau sẽ gọi nó là trầm, chứ không có đọc công thức theo kiểu bass chính các bạn ơi, xong rồi bass phụ nha. Không, không, nó vậy nó hơi dài. Chúng ta sẽ đọc nó là trầm, đọc cho nó phân biệt thôi chứ chẳng có ý nghĩa gì cả. Đấy. Còn về cái bass phụ á, về cơ bản chúng ta có thể chơi như thế này: một là trên dây bass chính, hai là dưới dây bass chính. Ví dụ như âm la thứ đi, thì chúng ta có thể chơi dây 6, bass chính là dây 5, thì chúng ta chơi bass phụ là dây 6 hoặc là dây 4 đều được. Còn pha trưởng thì bass chính nó là dây 6 rồi, thì bây giờ chúng ta phải chơi dây 5 thôi. Còn trường hợp pha trưởng, bass chính nó là dây 6, vậy chúng ta bắt buộc phải chơi dây 5. Đó là về cơ bản. Còn phức tạp hơn thì mình sẽ không hướng dẫn ở đây, nó sẽ là một cái gì đó nâng cao. Tức là chúng ta sẽ chơi một cái bass chính nha, chúng ta sẽ chơi một cái bass phụ khác, mà không phải là dây buông, mà là một cái bass khác tùy chọn theo bài. Thì đó là mình sẽ không nói ở đây, thì mình sẽ kiểu hình dung cho các bạn biết là nó sẽ khó như vậy, nó sẽ phải chạy rất là lung tung trên cái đàn. Rồi, để các bạn hình dung thôi, chứ nói mà hướng dẫn chi tiết về nó thì mình nghĩ là sẽ một video về nó. Chúng ta sẽ phân biệt các bass theo bài, hay là chúng ta nên tập theo bài rồi chúng ta sẽ từ từ kiểu có kinh nghiệm và nhớ như vậy thôi. Chứ giờ cứ các bạn phải chạy ví dụ như la thứ, xong chúng ta phải chạy dây bass là dây 6 ngăn 3 nha các bạn nha, xong rồi các bạn phải chạy về dây 5 mà ngăn 3 luôn nha. Không thì nó hơi dài dòng. Thì mình đã nói rất là nhiều rồi, các video trước mình đã bị chê và chửi rất là nhiều về vấn đề nói nhiều, nhưng mà mình rất là cố gắng để nói nhanh và nhiều để truyền hết những cái thông tin mà mình có được, rút được từ những lần chơi, thì mình muốn truyền lại cho các bạn hết. Chứ mình nói ít thì mình nghĩ, xin lỗi các bạn, mình nói hơi nhiều. Phần trap thì chúng ta sẽ chơi như thế nào? Trap ở đây, ở phần rải tỉa thì chúng ta sẽ kéo, chúng ta sẽ có một cái phần kéo như thế này. Ở bolero này bắt buộc chúng ta sẽ kéo hẳn 3 dây 1, 2 và 3 một lúc. Và các bạn muốn hay thì các bạn nhớ thêm cái kỹ thuật mút dây, tức là đang bấm gì buông nhẹ ra để cho nó điếc, cho nó không có vang nữa. Đó, chỉ đơn giản như vậy thôi. Đó là về khi rải chúng ta trép như vậy. Còn khi quạt chả chúng ta sẽ dùng các ngón. Thì đa phần thì mình chỉ dùng kiểu như ngón ấp út với ngón giữa thôi, mình xuống ở cái vùng trép, chứ không phải xuống 6 dây thì nghe rất là lung tung. Vùng trép thôi, khoảng từ dây 4 trở xuống là được rồi. Đó. Hơi xui xui dính cả dây 5 thì cũng chẳng sao, nhưng mà đừng 6 dây là được. Đến với kỹ thuật tiếp theo, nó là một cái nghĩ là khó, nhìn nó khá là phức tạp, nhưng mà thực sự chỉ cần chúng ta luyện tập chừng tuần lễ là được thôi, nó cũng không có khó nữa. Các bạn nghĩ là ui giời, cái này phải dẻo nha, cái này phải cực kỳ dẻo mới làm được. Không, không, cái này chỉ là chúng ta phân biệt được các ngón ra thôi, và chúng ta đi đúng thứ tự thôi. Cái này á, mình không biết gọi như thế nào cho nó dễ, thì chúng ta gọi là vuốt đi các bạn. Vuốt xuống đi ha. Thống nhất với nhau là chúng ta gọi là vuốt. Khi mà đặt vào công thức thì mình đặt chữ vuốt vô. Đấy. Thì thay vì chúng ta chỉ dùng một ngón rải xuống như vậy, thì nghe cái điệu bolero của chúng ta không có dày. Dày thì nó dày hơn. Chúng ta sẽ vuốt các ngón như thế này nè, các ngón lần lượt nó chạm vào dây và nó đi xuống. Chỉ có 4 ngón thôi. Khi làm nhanh thì nghe cảm giác nó dày thôi. Các bạn nhớ là các móng dường như nó đụng vào dây nha, chứ không phải là thịt hay cái gì cả, nó là móng luôn, hẳn là móng. Đó. Đó là cái kỹ thuật vuốt dây. Mình gọi như vậy là cái kiểu gọi của mình thôi các bạn. Tiếp theo là một cái kỹ thuật như thế này.
thế tài của chúng ta đưa xuống như thế này, ngón cái vỗ vào đây và bốn ngón còn lại chúng ta đập đít. Đó, đập vào đít như thế này nè. Đó. Kỹ thuật tiếp theo của bolero bam á, thì chúng ta sẽ có vừa bam vừa bát. Thì cái ngón cái chúng ta sẽ chơi dây bát và đập vào như thế này. Đập vào vùng này của đàn. Đây, vùng này của đàn. Đây. Kéo lên là như thế này. Chúng ta dùng ngón trỏ cũng được. Kéo lên. Đó. Thì vào chi tiết điệu thì các bạn sẽ thấy rõ hơn. Rồi, các bạn đã hình dung ra là tên gọi cũng như là kỹ thuật riêng lẻ. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào những cái công thức. Công thức đầu tiên của chúng ta sẽ là rải. Và đây là cách rải phổ biến nhất, dễ thấy nhất. Bát 3-2-1, kéo bát, kéo trầm, kéo bát. Lại công thức. Bát 3-2-1, kéo bát, kéo trầm, kéo bát. Công thức thứ hai cũng tương tự như vậy, nhưng mà chúng ta sẽ bỏ phần kéo đi. Bát 3-2-1, 2-3-1, 2-3-bát. Chúng ta chỉ một cái bát thôi. Và cái này hiếm khi sử dụng. Công thức thứ ba của chúng ta sẽ như thế này. Bát kéo nghỉ, kéo bát, kéo trầm, kéo bát, kéo nghỉ, kéo bát, kéo trầm, kéo bát. Chúng ta có một cái nhịp nghỉ. Đó, các bạn lưu ý giúp mình. Đó là ba cái cách rải mà nó cơ bản thường dùng. Đấy. Còn những cái cách rải khó hơn là nó sẽ sử dụng kiểu nhiều cái bát khác nhau. Người ta gọi là chạy bát. Thì rất tiếc ở video này mình sẽ không hướng dẫn, mình sẽ muốn dành nó cho một cái gì nó khác hơn, hay là theo bài thì nó dễ hơn, chứ bây giờ nói rất là dài các bạn sẽ không chịu được. Đến với cái điểm tiếp theo, chúng ta sẽ quạt. Và các bạn lưu ý, chúng ta có hai cái bát khác nhau đúng không, thì các bạn phải quạt cho ra hai cái khác nhau. Bát là bát, trầm là trầm, chứ không phải là nó giống nhau hay là quạt tất cả 6 dây, như vậy nó sẽ không hay. Ví dụ như hợp âm la thứ dây bát dây 5, mình chọn vùng trầm là dây 6, thì mình sẽ quạt dây 5 xuống, rồi quạt dây 6 xuống, sẽ khác nhau. Đó, các bạn sẽ nghe hai cái bát khác khác nhau một tí. Bắt buộc bolero phải khác. Nó sẽ giống nhau khi là chúng ta gặp ở một cái điệu rumba hoặc là một cái điệu khác. Thì ở đây thì mình sẽ không nói về nó, mình chỉ nói về bolero thôi. Chúng ta hãy tập trung về một điệu trước đã, còn gặp điệu khác chúng ta sẽ nói về nó. Đó, thì các bạn nhớ là chúng ta quạt hai cái bát khác nhau. Công thức của chúng ta sẽ là bát vuốt xuống, các bạn nhớ xuống nha, xuống ở vùng trép. Bát vuốt xuống, bát xuống, trầm xuống, bát. Đọc lại công thức. Bát vuốt xuống, bát xuống, trầm xuống, bát. Đến với cái điểm tiếp theo thì nó sẽ chơi như thế này. Bát vuốt xuống, đập búng, đập đập bát. Mình đọc như vậy cho nó. Các bạn, cái điều này bắt buộc phải xem video nha, chứ nhìn công thức là không biết chơi như nào luôn. Công thức ghi không rõ ràng. Đúng là Jolby không có gì rõ ràng cả. Các bạn nhớ là đập hai cái khác nhau nha. Các bạn nhớ khi mà cái tay chúng ta đưa xuống nó sẽ cực kỳ thoải mái. Và cái vùng đập của chúng ta là cái vùng mà cái tay chúng ta vừa nhất. Mỗi người có một cái cơ thể khác nhau và độ dài của cánh tay khác nhau. Có người thì có thể đưa mút chỉ đâu dưới này, có người thì ở đâu đây, có người trên này. Nói chung là tùy người. Vậy khi mà chúng ta chơi, lưu ý là sẽ thật thoải mái. Bởi vì chúng ta chơi nhiều như vậy á,
hoặc là cả một cái đoạn điệp khúc như vậy á, thì nó sẽ không bị mỏi. Quan trọng là không bị mỏi thôi. Đó, nó sẽ rất là thoải mái. Đến với cái điểm tiếp theo, cách điểm này là bam bolero, mình gọi như vậy thôi. Thì sẽ có hai cách chơi cơ bản như thế này. Nó sẽ như cái điệu tỉa, nhưng mỗi lần chúng ta bát á, chúng ta sẽ thêm cái bam vào. Đó. Nhưng mà mình rất là ít chơi cái kiểu này, mình chơi theo kiểu một cái bam kép vào. Nè. Nó liên tục như vậy. Đó, đó là cái kiểu mình hay chơi, hay dùng. Cách chơi tiếp theo này thì nó thực sự khá là phá cái chất của bolero, nhưng mà chúng ta cũng có thể sử dụng được, là chúng ta sẽ thêm một cái kỹ thuật đập như này. Bát 3-2 đập. Thay vì bát 3-2-1 thì chúng ta bát 3-2 đập. Bát 3-2 đập. Bát bát kéo trầm kéo bát. Đó. Còn một phần đáng lưu ý về bolero thì mình cũng chia sẻ cái quan điểm mình về nó. Nhạc bolero thường là buồn và sâu lắng. Đúng chuẩn bolero nha, chứ không phải nhạc vàng nha, hay là nhạc trữ tình gì nữa, là nó nói một cách chung chung rồi. Những cái khúc mà sử dụng đúng điệu bolero thì các bạn nên chơi một cái tốc độ chơi gọi là tempo chậm thôi, nó mới đúng chất. Chứ đừng có đàn theo cái kiểu rồi hát nhanh, không được, chúng ta phải chậm chậm như này thôi. Đó. Chứ mà các bạn cứ hát nhanh và đàn nhanh thì một số cái bậc anh chị đi trước á, sẽ cười chê bạn. Đấy. Thì khi mà mình hướng dẫn á, thì mình hát cho lẹ thôi, chứ không phải là mình cover đó, mà mình hát chi cho nó kiểu nó tình cảm mà hay là cái gì đó. Thì đó là các bạn lưu ý là nó khác nhau nha. Khi mà các bạn chơi nhanh nó sẽ bị lầm với cái kiểu rumba. Rumba thì thường người ta chơi nhanh. Thì đó là một cái lưu ý mà mình nhắc các bạn thôi. Các bạn có thể tham khảo thêm. Thì video mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Thì tiếp theo thì mình sẽ ra những cái video về cái này nữa. Chứ còn về nhạc á, về một ca khúc nào đó thì mình sẽ cố gắng nghiên cứu để tìm ra được cái đường lối chọn được ca khúc nào đó mà không bị vi phạm tác quyền. Tại vì về bolero đã rất là khó xin rồi. Còn nhạc trẻ thì mình cũng sẽ ra, nói chung là sẽ ra, nhưng mà mình nghĩ là mình cố gắng ra dạng video như thế này nhiều hơn nữa. Vì đây là những thứ các bạn cần đối với các bạn mới tập đàn. Thì các bạn nên chúng ta tham khảo nhiều về cái này. Không chỉ riêng về kênh mình, các bạn có thể vào các kênh khác các bạn tham khảo. Thì mỗi người có một cái kiểu chơi khác nhau mà. Thì các bạn tập hoặc là học hỏi được nhiều kiểu khác nhau thì các bạn sẽ hay. Không phải là các bạn cứ xem mình hoài, mà phải xem người khác nữa. Phải xem gì những cái người kiểu bậc anh chị đi trước họ chơi như thế nào. Và mình rất là mong các bạn hãy tôn trọng những người đó. Còn về các bạn thấy mình chơi không hay, các bạn cứ chửi thoải mái, đó là cái chuyện của bạn. Mình không quan tâm về cái vấn đề các bạn chửi mình. Bởi vì khi các bạn chửi mình á, thì theo quan điểm của mình á, là nó sẽ có lợi cho mình. Và khi các bạn chửi mình là chắc chắn các bạn sẽ nhớ đến mình. Những người mà khen mình á, không nhớ đến mình đâu, nhưng mà các bạn chửi mình là các bạn sẽ nhớ. Có thể bây giờ các bạn không nhớ, nhưng một ngày nào đó các bạn gặp một cái trường hợp giống mình á, và bạn làm giống mình, bạn thấy mình đúng rồi. Lúc này, lúc đó mình thấy thằng này sai, nhưng mà lúc này mình thấy nó đúng, cái là bạn nhớ đến mình. Đó là một cái điều đáng quý. Sống mà để cho người khác nhớ đến là đáng quý. Như vậy thôi, chứ không phải là cứ bạn chửi mình, bạn phải coi chừng nhé, mình sẽ chửi bạn lại nhé, hoặc là mình sẽ ghim rồi đấy. Không, mình thường thường thì các bạn chửi mình thì mình không có để ý mấy. Ngoài ra thì các bạn cứ dislike. Không like mà cứ dislike bình thường, nhưng mà nhớ, thấy hay thì like, nhưng mà thấy không hay thì cứ dislike. Đấy. Đó là những cái lưu ý chúng ta. Ngoài ra thì các bạn có cần subscribe mình không, thì mình nghĩ là nên, là vì kênh mình ra video không đều đặn. Thì các bạn nhớ subscribe để cho nó, ví dụ bật cái chuông lên để có thì nó có liền. Có video nó thông báo liền để vô cùng chửi chửi rồi chúng ta cho vui nha các bạn.
Ok thì tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Mơ về nơi đồng xanh, sáng tinh.